cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, học lớp là một truyền thống vẫn được duy trì bao năm qua. Đó là dịp để cho những người bạn từng học chung một lớp, sau khi ra trường mỗi người một nơi, nay lại có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện như xưa. Bởi vậy, buổi họp lớp là nơi hiếm hoi mà tất cả được gặp lại nhau, cùng chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp hiện tại của bản thân mỗi người. Nhưng bây giờ, ngày càng có ít người thích tham dự các buổi họp lớp, lý do chính là vì trong các buổi họp lớp đa số mọi người sẽ tò mò về công việc cuộc sống của nhau điều này khiến cho nhiều cá nhân sẽ không thoải mái vì có thể họ có cuộc sống kém chất lượng hơn những người khác nhất là khi nhìn những người bạn được cho là học kém không hề nổi bật nhưng nay lại có cuộc sống giàu có thành công hơn hẳn những người học giỏi hay là những người đỗ đạt trường này trường kia lâu dần việc học lớp không còn là sự vui vẻ mà trở thành nơi chứa đựng những sự tự ti và e ngại về sự thành công của mỗi người. Họp lớp là dịp quan trọng để bạn bè có thể gặp nhau hàng huyên tâm sự lại chuyện thời đi học. Ở đó có niềm vui, có tình bạn chân thật của những cô cậu học trò thân ngây, có tình yêu thiêng liêng tươi mát của tuổi thanh xuân, nhưng cũng có không ít sự chạnh lòng vì giờ đây hoàn cảnh mỗi người mỗi khác biệt. Năm nay là tròn 10 năm ra trường, nên mọi người đều có mặt đầy đủ, chúng tôi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, con gái mặc áo dài, con trai mặc sơ mi trắng, tưởng chừng cả quãng thời gian học cấp 3 đều UV vô cùng chân thực. Sau đó tất cả cùng về lớp học cũ, để ngồi vào đúng bàn học của mình. Đến lúc này, tôi như thấy được cả một hiện thực của xã hội gói gọn trong bốn người ở bàn chúng tôi. Giới thiệu qua một chút, bàn tôi gồm tôi Nhung, Sơn và Hiệp, hai nam và hai nữ. Ngày còn đi học, tôi và Nhung vô cùng chăm chỉ. Hai đứa bọn tôi luôn nhìn nhau mà học tập, cố gắng đốc thúc nhau làm bài, thậm chí là canh đua từng điểm số. Nhất là khi bước vào lớp 12, mỗi sáng đến trường, hai đứa tôi đều khoe khoang tối hôm qua đã cày được bao nhiêu đề thi, thức đến mấy giờ sáng để học. Tất cả đều phục vụ cho công cuộc nuôi dưỡng giấc mơ vào đại học. Trái ngược lại, Sơn và Hiệp không mấy hứng thú với việc học nên từ hồi lớp 10 cho đến khi cuối cấp đều chỉ thuộc top học sinh trung bình, hành kiểm khá, nhất là Hiệp, cậu bạn béo phi thường xuyên bị ghi vào sổ đầu bài và vi phạm nội quy nhà trường. Không chỉ hợp nhau trong chí hướng mà hoàn cảnh gia đình của bốn chúng tôi cũng không hẹn mà gặp. Gia cảnh của tôi không nghèo nhưng cũng chẳng giàu. Nhà Nhung thì khó khăn hơn một chút bởi bố mẹ ly hôn. Mẹ Nhung phải nuôi ba con nên cuộc sống chẳng dư dả. Sơn và Hiệp thì khác. Cả hai đều sinh ra trong làng nghề cắt may quần áo, nên người dân xưa nay chỉ cần học nghề thành thạo là sẽ giàu có. Có lẽ vậy, đây chính là một phần lý do khiến bốn chúng tôi có suy nghĩ khác nhau về việc học. Tốt nghiệp cấp 3, tôi và Nhung đều đậu vào trường đại học mà mình mơ ước. Sơn không đi học mà về tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, còn Hiệp đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Giờ đây tôi đang là một nhân viên ngân hàng, công việc ngập đầu từ sáng đến tối, khiến chức lần của cô gái 27 tuổi lại đầu đớn và già nua như bà lão tuổi 72. Mức lương thì chỉ tạm đủ chi tiêu ở thành phố, còn giấc mơ mua nhà, mua xe vẫn còn quá xa vời nhưng ngay đầu đã chuyển hai đến ba chỗ làm vì nơi nào cũng không ổn định hiện đang công tác tại một bưu điện ở huyện còn sơn và hiệp mỗi khi tôi thấy hai cậu bạn chia sẻ cuộc sống hiện tại của mình trên trang facebook cá nhân thì đều không khỏi thèm thuồng ngưỡng mộ sơn sau khi lập gia đình đã được bố mẹ giao toàn bộ công việc kinh doanh bao gồm xưởng sản xuất quần áo và một vài kiosk tại chợ đồng xuân hà nội Nhờ tính cách chững chạc, khả năng tiếp thu thực tế nhạy bén, Sơn đã giúp thương hiệu của gia đình phát triển hơn rất nhiều khi không chỉ bán ra trong nước mà hiện còn xuất khẩu ra nước ngoài. Hiệp thì vốn ham chơi, cậu bảo rằng vì là con trai một nên chỉ cần ngoan là bố mẹ sẽ tự trải hoa hồng cho cậu đi. Bây giờ vừa có nhà đẹp, lại vừa có xe xịn để khoe với bạn bè, có thể thấy chỉ với bốn con người, bốn cuộc sống khác nhau nhưng tự chung lại đang phản ánh được nhiều khía cạnh thực tế. Những người mang danh trí thức thoát ly như tôi hay Nhung tuy được bạn bè nể trọng nhưng nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền lại bủa vây đến ngạt thở. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Sáng sớm xách xe xuống đường bon chen, nhiều khi tắt đường đến công ty muộn một phút đã bị trừ nửa ngày lương. May mắn thì gặp được người sếp tâm lý hay đồng nghiệp tốt bụng, còn ngược lại thì trốn công sở, chẳng khác gì, nơi trốn vùi cảm xúc. Đúng như người ta vẫn thường nói, đại học tuy giúp chúng ta đạt được thành công nhanh nhất, nhưng đâu đó bạn vẫn cần một chút may mắn và thời cơ. Ra ngoài xã hội, người có tiền là có tự tin, tiếng nói của người giàu là tiếng nói có trọng lượng khi họp lớp sẽ chẳng ai hỏi đến bạn tốt nghiệp loại giỏi hay khá, chẳng ai hỏi bạn đã học những trường gì. Họ chỉ nhìn vào bạn đang đi xe máy hay ô tô, bạn ở nhà thuê hay chung cư cao cấp. Chẳng phải như Sơn, bạn tôi đó sao, cậu ta không học đại học nhưng hiện đang tuyển dụng các cử nhân kinh tế về làm thuê cho mình. Đời là phổ hú vàng như vậy đó. Thưa quý vị, nhưng câu chuyện nói về sự mặc cảm và tự ti sau khi tham dự một buổi họp lớp không hề ít. Mỗi mùa họp lớp trôi qua thì trên mạng lại đầy những bài viết chia sẻ về việc họ cảm thấy tự ti trước những người bạn thành đạt của mình như thế nào. Như câu chuyện dưới đây có thể nhìn rõ rằng, người thành công là những người dám nghĩ, dám làm và không hề e sợ sự thất bại. Dù cho khi đi học thành tích của họ có tệ ra sao, một cư dân mạng lớn tuổi ở Trung Quốc từng kể lại câu chuyện họp lớp của mình. Theo đó, lớp trung học cơ sở của anh này có 36 thành viên. Sau nhiều năm không gặp nhau thì mùa xuân năm nay họ đã tụ tập họp lớp tại một khách sạn trong thị trấn. Qua buổi họp lớp, anh này biết được một điều bất ngờ, đó là nhiều học sinh điểm kém ngày xưa giờ trở thành xếp lớn. Ngược lại, một số học sinh đứng đầu lớp lại có cuộc sống bình thường. Đặng Bình, người có thành tích học tập tốt nhất lớp ngày ấy, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì đổ vào một trường trung học phổ thông bình thường và hiện đang là hiệu trưởng một trường tiểu học trong thị trấn. Trương Lệ, học sinh đứng thứ hai lớp, sau này là sinh viên chuyên ngành hộ sinh tại trường y tế thành phố và hiện là trưởng khoa sản phụ khoa tại một bệnh viện tư nhân trong quận. Bên cạnh đó, một cho bạn học cũ không học đại học hiện đều làm việc trong nhà máy, lương cao nhất là 12.000 nhân dân tệ một tháng, khoảng 40 triệu đồng. Ngược lại, Tô Tứ, người học kém nhất lớp luôn ngủ gật trong giờ học và điểm kiểm tra chưa bao giờ vượt quá 70 điểm lại khác. Sau khi tốt nghiệp, Tô ở nhà chơi 2 năm, sau đó học bằng lái xe tải và lấy bằng lái vụ, sau đó làm tài xế một công ty hậu cần. Bất ngờ là năm 2009, Tô Tứ, đã thành lập một công ty hậu cần, hiện quản lý hơn 200 phương tiện và có các tuyến xe lưu thông khắp cả nước và các thành phố lớn. Mỗi năm, tuổi tử kiếm được khoảng 3 triệu nhân dân tệ, khoảng 10 tỷ đồng. Trong buổi họp lớp, tuổi tử liên tục nhận điện thoại công việc vô cùng bận rộn. Đáng nói nhất là Vương Vũ, một người từng thi ngoại ngữ được 26 điểm, từng trốn học một thời gian và là điển hình của học sinh cá biệt trong trường. Sau khi tốt nghiệp, Vương Vũ cùng bố nuôi cá ở nhà một thời gian. Năm tuổi, Vương cùng họ hàng đến Chiết Giang làm kinh doanh. Với đầu óc nhanh nhẹn, linh hoạt, Vương Vũ quyết định ra nước ngoài mở rộng thị trường trong 3 năm. Từ một học sinh thi ngoại ngữ được 26 điểm. Khi trở về Trung Quốc, Vương có thể nói thông thạo tiếng Anh. Sau đó, Vương học thêm và thi được chứng chỉ dịch thuật. Năm 2012, Vương thành lập công ty, tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Người thứ ba là Ngô A Kiệt, thời đi học cũng rất nghịch ngợm, thường xuyên bị giáo viên phạt. Sau khi tốt nghiệp, A Kiệt cùng bố nuôi cua, hiện A Kiệt có hơn 800 mẫu ao, thu nhập hàng năm trên 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 3,3 tỷ đồng và cũng được đánh giá là đại gia ở địa phương. Trong buổi họp lớp có thể thấy rõ sự ngưỡng mộ của các bạn học khác dành cho Tô Tứ Vương Vũ và Ngô A Kiệt, đồng thời hai học sinh giỏi năm xưa là Đặng Bình và Trương Lệ, tuy cuộc sống vẫn thành công nhưng điều kiện kinh tế tất nhiên không bằng, tỏ ra ngại ngùng bối rối ra mặt. Câu chuyện này sau đó khiến nhiều người phải suy nghĩ, tại sao nhiều học sinh có điểm số rất cao thời đi học, sau khi ra trường lại có cuộc sống tương đối bình thường, trong khi đó nhiều học sinh ngày trước điểm kém hay nghịch ngợm lại trở nên giàu có? Nói về điều này, Tôn Giảng, một thầy giáo ở Trung Quốc cho rằng, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học trò cá biệt thường hay vi phạm kỷ luật, mắc lỗi. Nhưng em này có một điểm chung, đó là làm việc mà không xem xét hậu quả. Miễn là muốn trốn học, các em cứ trốn trước, mặc kệ về sau bị phạt như nào. Sau nhiều lần như vậy, trong lòng các em này hình thành một kiểu suy nghĩ cố định. Chỉ cần muốn làm gì thì nên làm trước, không phải lo lắng, sợ hãi hay nghĩ tới thất bại sau này. Khi những em này tốt nghiệp và bước ra xã hội, tất nhiên sẽ nghĩ cách kiếm tiền, như em bắt đầu kinh doanh, các em ít nghĩ đến chuyện nếu trượt, nếu thất bại thì sao. Vì nhiều người làm kinh doanh nên chắc chắn sẽ có những trường hợp thành công. Điều này khiến nhiều người mặc định rằng học sinh cá biệt ra trường sẽ thành công hơn học sinh giỏi. Du Minh Hồng, người sáng lập tập đoàn New Oriental Education and Technology, được mệnh danh là vua luyện thi, gương mặt đại diện cho lĩnh vực dạy thêm phát triển mạnh của Trung Quốc, cũng có những chia sẻ về vấn đề này. Ông cho rằng, trên thực tế, tỷ lệ học sinh giỏi trở nên thành đạt tương đối lớn hơn. Bởi vì những học sinh có thành tích tốt thường vào các trường đại học top đầu Mức lương trung bình của các trường đại học tốt cao hơn nhiều so với các trường đại học bình thường. Vì vậy, câu hỏi thực sự nên là tại sao một số người bị điểm kém đột nhiên trở nên rất thành công, thay vì tại sao học sinh kém thành công hơn học sinh giỏi. Ông Du chỉ ra ba nguyên nhân chính. Đầu tiên, một số học sinh bị điểm kém không phải vì ngốc nghếch mà vì các em dành ít thời gian hơn cho việc học. Các em thường sao nhãn việc học do bị thu hút bởi những thứ khác, chẳng hạn như yêu đương, chơi game, vân vân. Những người như vậy thường trải qua cuộc sống ở trường một cách tự tin hơn, bởi vì họ biết rằng điểm số của mình không được cải thiện, không phải vì mình ngốc nghếch. Thứ hai, mặc dù một số em thực sự không thích học nhưng lại rất hướng ngoại và năng động, các em thích giao thiệp với mọi loại người trong xã hội, một số thậm chí còn trở thành đại ca trong trường học những em như này thường có tính cách không sợ hãi táo bạo và hào phóng kiểu người này miễn là nắm bắt được cơ hội thì có thể thành công thứ ba nhiều em học kém nhưng lại là con nhà giàu mặc dù điểm số không tốt nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn có tài nguyên tốt mạnh hơn hẳn người bình thường vậy nên sau khi tốt nghiệp các em này vẫn có thể thành công nhờ những nguồn lực mà gia đình trao cho cuối cùng sau tất cả nói đi vẫn phải nói lại, đó là điểm số. Là một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của một người, nhưng nó không phải là tất cả, không thể quyết định hết sự thành công của một người sau này sẽ ra sao. Vì vậy, khi con được điểm kém, cha mẹ đừng vội đánh giá không tốt mà cần đồng hành tìm ra lối đi đúng cho con. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại